strawberry mango, like strawberry banana. Tuyết tin tưởng giao giao quản lý tiệm mới à. Rồi xin chào các cô chú anh chị nha. Bữa giờ các cô chú anh chị đã coi hai cái video của em về xe bán đồ ăn của người Việt ở Mỹ rồi. Hôm nay gia đình em sẽ đi quay tiệm trà sữa và đồ ăn vặt nha. Có ở khu người Việt cỡ gần 10 năm rồi. Mà tiệm trà sữa này rất là đông khách nha. Đây, tiệm trà sữa tên là Bô Bè Heaven nha. Bây giờ em vô quay bên trong nha. Bây giờ bên trong rất là đông khách nha. Rồi. Đây. Đây, giờ mở cửa nè. Từ thứ hai cho đến chủ nhật từ 11 giờ sáng tới 10 giờ tối nha. Tiệm trà sữa này nằm ở thành phố Garland nha, tiểu bang Texas nha. Cái gì em sẽ để địa chỉ ở trên màn hình nha. Ok, bây giờ mình vô bên trong nha. Đây. Hello. Vợ con mình ngồi đây nè. Đây là menu của quán nè. Đó. Tiệm này có rất là đông khách người Việt với người Mỹ uống. Tụi em sẵn em giới thiệu cái tủ này luôn đi. Cái tủ này là những món gì của cái em á? Là xương sâm. Xương sâm. Bao nhiêu em? Cái này 3 đồng 25. 3 đồng 25. Xương sâm, xoài. Xoài chấm muối muối tôm. Muối tôm bao nhiêu? Cũng 3 đồng rưỡi. 3 đồng rưỡi. Cái này rau câu bánh flan. Atiso để em nấu chè, em nấu nước mát. Nước mát. Dạ, em nấu tươi hết chứ em không có xài kem. Nước mát là chai nào đâu? Nước mát. Quần quần lại với chị ly nước mát quần. Còn cái này chè Dưỡng Nhan. Chè Dưỡng Nhan em sáng em bán hết rồi. Em để đầy tủ em bán hết rồi. Rau câu dừa trái, rau câu. Ai không ăn trái thì cho mấy em bé thì rau câu dừa ly nè. Xoài em cho xay sinh tố. Mà mấy món cái rau câu này bao nhiêu? Bao nhiêu em? Cái này 7 đồng một trái. 7 đồng một trái. Cái này là 3 đồng rưỡi. Cái này là có cái món gì anh, cái gì xương sâm vậy? Xương sâm. Xương sâm. Ăn cho nó mát à. Nó mát, cái đó bao nhiêu? Cái này 3 đồng 25. 3 đồng 25 luôn. Cảm ơn chị chủ nha. Rồi, nước mát. Nước rồi. Mát giải nhiệt. Giải nhiệt, cái này bao nhiêu một ly vậy? Cái này 5 đồng rưỡi. 5 đồng rưỡi hả? Rồi. Em tới order đi. Đây. Bây giờ gia đình em sẽ order những món ngon ở tiệm này nha. Đó. Đây mình order ở đây nha. Cái này cái hai size người ta để sân hồ đây luôn nè. Đây, size medium nè, size large nha. Rồi chút nữa em sẽ xin chị chủ đi vô bên trong quay khâu chế biến nha. Đây. Đó. Tiệm rất là sạch sẽ nha. Em mở menu cho các cô chú chị coi. Đây. Trà sữa, tiệm này chuyên về trà sữa và đồ ăn vặt nha. Đó có giá cả đó là giá cả bình dân cỡ 4 đồng mấy một ly à, 4 đồng rưỡi. 50 cent một ly. Giá cả bình dân. Tuyết cho anh order đi Tuyết. Đây chị chủ đây, chị chủ tên là Tuyết nha. Rồi. Rất là dễ thương. Rồi. À Tuyết ơi cho chị một cái bánh tráng trộn nè. Một cái bánh tráng cuộn nè. Một cái bò bía nè. Nói gì nữa ta? Đi thẳng vô bên trong, toilet nằm bên trong kia nha. Em quay xong dàn quán nha. Quán thì nhỏ gọn thôi, nhưng mà chủ yếu là nước uống rất là ngon, đồ ăn rất là ngon nha. Tiệm tên là Bô Bè Heaven nha. Đây. Taro. Đây. Có mấy cái món nào mà ngon này em lấy hết dàn luôn. Có lấy hết rồi. Lấy hết dàn luôn. cái strawberry này mới. Tại vì em thì đi review em muốn kêu hết để review cho các cô chú anh chị biết á. Cái ba cái nước này là mới nè. Là
Nước này mới đâu? Ba cái loại này là mới nhất luôn tiệm. Cho chị cái Aloha với lại Strawberry Lemon. Cái Aloha với một cái Strawberry Lemonade. Rồi, chọn rau câu nữa nè, sao còn thiếu luôn. Trời ơi. Dạ, xin tố mơ. Thơm cơ chứ. Rau câu nữa nè, thấy thôi. Bây giờ mình sẽ xin Tuyết vô xong mình quay nha. Tuyết anh vô cho mình quay nha. Dạ rồi, dạ rồi. Đây, chị chủ rất là dễ thương nha. Tên Tuyết. Dạ, dạ. Đây. Không có thể làm được nữa. Thì mình mở cỡ 10 năm hả Tuyết? Dạ, gần 10 năm. Gần 10 năm. Dạ, gần 10 năm. Chủ rất là trẻ và đẹp nha. Ở dưới em còn người chị nữa đúng không? Dạ, đúng rồi. Đây là bô bà nè, mấy topping nè, mình uống trà sữa. Mình thích cái topping loại này, mình lấy đầu đó. Ở đây khách Mỹ nhiều không? Em có đủ khách hết anh. Khách Mỹ, khách Việt Nam, Mỹ nữ, Ấn Độ này kia em có đủ loại khách hết. Tất cả các loại. Tại vì bô bà chi thì dưới chị ai cũng thích hết. Đúng rồi. Có nghĩa là em có tất cả khách trên toàn thế giới á. Ly này là có 4.50 phải không? Ly này là 5.50. Xe Lodge đúng không? Xe bự. Xe Lodge, dạ. Tại vì em có khách mua bạc cái gì à? Nếu mà về bô bà á, thì em có khách trẻ nhiều. Nếu mà cho mấy cô chú không thích bô bà á, thì em có mấy loại sinh tố trái cây, bơ sầu riêng, nước mát, nước dừa, mấy cái đó. Thì tại vì tụi em đều nấu fresh hết. Rau má, đậu xanh nấu fresh hết, trái cây đều tươi hết. Đều tươi hết. Các cô chú lớn tuổi không thích bô bà rất thích mấy cái nước của tụi em về sinh tố trái cây. Mày em có lò nước nào dành cho người làm nail á, hồi nãy em nói anh á. Em có chè dưỡng da nè, mấy cái đó detox ok nè, rồi nước mát nè. Nước mát em nấu bằng artiso, mấy cái đó em phải hãm. Nấu artiso em nấu bằng bông tươi này kia hết, chứ em để bông tươi ngoài tủ hết á. Vậy hả? Với lại mấy cái đó em nấu, em hãm phải mấy tiếng hồ mới ra một đợt nước như vậy. Cho nên uống với dạy, vừa giải khát với detox cho mấy thợ nail. Anh quay xuống dưới xíu nha. Rồi đây. Đây là bên trong quán nha. Đây là khu này á, là làm về bánh tráng trộn đây. Đó. Cũng có tủ lạnh đây. Đó. Rất là sạch nha. Sạch sẽ ngăn nắp nha. Các cô chú anh chị có thể coi tìm trà sữa Mỹ khác ở Việt Nam chỗ nào nha. Đó. Cũng có bếp mà sạch lắm. Đây. Rất là sạch, không gian nhỏ gọn, sạch sẽ. Rồi. Quay một vòng sơ lại nha, không gian bên trong quán nè, rất là sạch nha. Đây. Cũng có mấy hút luôn. Đây. Giờ quay làm nhà. Cái này là gỏi không Tí? Dạ, cái này gỏi đủ. Cái này mình bán bao nhiêu phần Tí hả? Em bán 8 đồng một phần. Dạ. Bánh chè hay gọi là 8 đồng. Bò bí hả? Dạ. Bò bí ở đây thì em ngon rồi, anh ăn thử rồi. Dạ. Có hay về Việt Nam không em? Em hồi em mới
về hồi trước khi Covid thì em về một lần. Cái từ lúc Covid tới giờ là em chưa có quay lại. Vậy hả? Này bán bao nhiêu cuốn em à? 3 cuốn em bán một phần là 5 đồng. 5 đồng 3 cuốn hả? Dạ. Rẻ chứ. Rất là sạch nha. Cũng chuyên nghiệp quá. Dạ. Em gái này làm bánh tráng trộn. Dạ. Mình bán bao nhiêu phần tiết bánh tráng trộn nè? Bánh tráng trộn em bán 8 đồng một phần. 8 đồng một phần hả? Nhiều quá vậy? Dạ đúng rồi. Ăn một phần là no luôn á. No luôn á. Thì nếu mà đi ăn vặt á thì mỗi thứ gọi một món xe như vậy thì ăn nó xe với bạn bè đó, mỗi thứ một món thì nó dễ hơn. Ngon quá. Tí không có phá lấu hả? Tại vì phá lấu mùa đông em mới bán thôi. Tại mùa này á nó nóng quá. Anh coi trên Facebook của em thấy phá lấu thấy ngon. Dạ, tính xuống thử. Phá lấu mùa chín suốt mùa đông thì em bán mấy cái đó. Còn bây giờ thì em không có bán. Mùa hè thì em không có bán. Em tên gì? Quỳnh hả? Dạ. Lên kênh YouTube anh coi nha. Dạ. Biết phải không? Biết kênh chưa? Dạ chưa, anh mình là Casey Cuộc Sống Mỹ. Casey Cuộc Sống Mỹ. Dạ. Cảm ơn em Quỳnh. Mọi người tới ủng hộ của bạn Evan nha. Rồi, cảm ơn em. Đây là những topping đúng không? Dạ, đây là trái cây để mình xay sinh tố. Ồ, sinh tố hả? Dạ đúng rồi. Smoothie đúng không? Smoothie, tất cả đều là tươi hết nhưng mà mình thấy là tươi. Fresh á, đúng rồi. Fresh. Còn mấy cái bình kia? Mấy cái bình này là syrup. Syrup. Cái này là syrup. Xoài, dâu, blueberry compote. Dạ. Đây là ice cream để làm nền, làm base cho cái smoothie. Smoothies. Smoothie rất là cái gì. Như đây là powder của tiệm. Thì tiệm của em mở là bên đây mình muốn mình thơm syrup. Xong mình lấy trái cây, mình qua đây bỏ đá, xay sinh tố rồi cho thẳng vào bỏ luôn. Nó thì là một chuỗi hết, chúng ta không đụng nhau. Không đụng nhau, có nghĩa là mình làm từ khâu này trước đúng không? Rồi, mình lấy order xong mình xoay một vòng tròn, mình ra sản phẩm là đủ nguyên một vòng tròn khép kính luôn. Không ai đụng nhau cả. Đúng rồi. Rất là nhanh, thì đó là lý do tại sao mọi người thích tìm em là tại vậy. Rất là nhanh. Vô là có liền. Đúng rồi, vô là có liền. Thường làm một ly là mất bao lâu? Thường em thì trà sữa em làm chưa tới 10 giây. Chưa tới 10 giây? Chưa tới 10 giây, sinh tố xay là 25 giây sau một lượt xay. Thì trừ bơ ra thì mấy ly khác em làm khoảng 35 đến 40 giây. Ghê vậy? Chưa tới 10 giây? Dạ đúng rồi. Wow, vậy là quá nhanh á. Dạ rất nhanh. Wow, là chuyên nghiệp rồi. Không mà hồi nãy anh cũng thấy em làm cũng nhanh á. Dạ. Rồi. Này ly gì? Ly gì? Dạ, cái này là classic milk tea. Đây classic là egg pudding của tiệm em. Rồi. Này là vô vẻ. Coi cái quần làm nha. Lấy trà sữa mình đổ vô đúng không? Rất là sạch nha. Tại vì trà sữa tiệm em là mỗi ngày. Nên là mình chỉ việc chế thẳng mà thôi là đủ thơm ngon rồi, mình không cần phải lắc. Nhanh. Đúng rồi. Boba Express luôn. Boba Express đúng rồi. Ly này là 5 đồng mấy? Ly này khoảng 5 đồng 75 nha mọi người. Là bao gồm 2 topping. Cái này làm cái gì Quỳnh? Đây là coconut smoothie. Smoothie nè, là Việt Nam gọi là gì ta? Sinh tố. Sinh tố đúng rồi. Tất cả
những smoothie ở Việt Nam là fresh, duy chỉ có coconut là không có fresh. Tại vì coconut bên đây mình lấy thịt rất là khó, mà nếu mà mình không có bán thịt nó thì nó lại không có thơm. Đúng rồi. Nên là lựa chọn powder là một lựa chọn an toàn á. Nhưng mà tụi em đã nói sẵn với khách hàng, các khách hàng đều biết là coconut tụi em là sẽ powder. Powder chứ không có fresh, là không có tươi á, không có dừa tươi á. Tuy vậy nhưng mà bán rất là chạy. Cái này là jasmine milk tea. Cái này là không có topping nha mọi người. Nhanh vậy. Nếu mà trừ thời gian của máy xay sinh tố ra thì em đảm bảo luôn là mọi người chờ chưa tới 1 phút. Chờ tới 1 phút luôn. Jasmine milk tea and coconut smoothie. Hello. Yeah. Nước mát mà ít ngọt vừa thôi. Bursary chỉ lấy top này đúng không chị? Ngọt bình thường. Nước mát ít ngọt. Đây. Quỳnh lấy order luôn nè. Aloha là nó vừa ngọt vừa chua, tại nó có kumquat với lại nước cam mà trọng. Nhưng mà topping của nó là có mixed fruit jelly nên nó cũng hơi ngọt ngọt chút xíu. Cho thử cái đó, nhưng mà đừng có ngọt quá. Okay. Là chị vẫn muốn giảm đường phải không hả? Dạ rồi, lấy thêm gì nữa không ạ? 19 đồng 27. Tuyết làm một ly trà sữa mấy phút? Chắc không mấy, chắc 20 giây tiệm em làm. Gọi là quá nhanh á. Khắc đồng lắm nha. Fresh hết, đồ tươi hết. Strawberry banana.
này là đến giờ cao điểm rồi không? Dạ, bắt đầu. Bắt đầu không? Đông rồi đó. Lấy order đây. Một đĩa. Một đĩa nha. Rồi, cô mình làm một đĩa tiếp. Ghế này là ghế thần kỳ hả? Đúng không? Dễ thương chứ em lùn mà. Đâu lùn đâu, cá được rồi. Em cũng cá em lùn đó. Giờ này bắt đầu đông ha. Tiết đang đứng làm một viên dưới kia. Em có thích nghề này không? Dạ em thích lắm. Thích nghề đúng em, là phải yêu nghề. Là em nấu ăn là giỏi nhất trong tất cả những điều mà em làm. Vậy hả? Đúng rồi, phải yêu nghề mới làm được đúng không? Dạ đúng rồi. Nếu mà mình không yêu nghề mình thấy mình mệt lắm mọi người. Đúng rồi, đúng rồi. Khi người ta xếp hàng chắc đầy tiệm luôn ha. Dạ đúng rồi. Nhiều khi ngày tụi em lễ là get like qua tới GameStop. Ủa vậy hả? Người ta đứng đó luôn hả? Dạ. Wow. Tiệm này là lâu đời trà sữa nhất ở đây mà. Tôi biết làm bột chiên không? Dạ có đấy. Nói chung mình làm quản lý là cái gì là mình cũng phải biết đúng không? Dạ đúng rồi. Chứ mình không biết thì mình đâu có ấy được. Chạy không kịp khách nữa. Đúng rồi, phải chạy khách nữa. Cái gì phải biết. Tiếc lành quá. Em lành thiệt chứ. Nhìn thấy hiền mà quá lành. Tụi mình sao nghĩ cái tên tiệm là Bồ Bè Heaven? Nghe cho thẩn thường anh ơi. Ờ vậy hả? Không, mỗi tên nghe cũng dễ nhớ nữa. Dạ đúng rồi. Người Việt mà không biết tiếng Anh người ta kêu cũng được đúng không? Dạ, đúng Bồ Bè Heaven thôi. Tính ra em trộn này chưa tới 1 phút á. Dạ. Quá nhanh. Thường buổi chiều em hay chạy ra đây hả? Thường là em làm sáng. Ồ, em làm buổi sáng thôi. Dạ. Em sáng ra đủ đồ. Ồ. Hãy subscribe cho
cây hút nè. Giờ sẽ bộ bà. Cái này mình nấu bộ bà phải không em? Sorry ạ. Không có gì, bây giờ đợi tiết ra lại mà hút chiên nha. Đang làm gì vậy? Trà, trà này là hôm nay nấu. Ồ, hôm nay nấu hả? Dạ, trà này là trà sữa của hôm nay. Cái beauty, là... dạ, beauty. Mỗi lần mình nấu một bình bự vậy luôn hả? Dạ đúng rồi, này nấu trong này. Bán có bao lâu hết? Cái này còn pha thêm nhiều loại khác nữa. Ồ, vậy hả? Dạ. Mấy cái này mình bán trong ngày là hết luôn hả Tí? Dạ, gần như là trong ngày. Wow. Tại em nấu fresh every day á. Ồ, nấu là tươi hàng ngày luôn á. Dạ, tươi, xương xáo, rau câu dừa là em đều nấu tươi hết. Dạ. Em không có để qua ngày. Mình mở cửa là từ thứ hai đến chủ nhật luôn. Dạ đúng rồi, em mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ cho tới 10 giờ. 11 giờ sáng đến 10 giờ tối. Ở đây là người nào cũng làm cũng biết làm cái này hay là chỉ có mình em? Dạ, nhân viên em ai cũng biết làm hết. Ồ. Mà sao em trẻ đẹp mà em tuyển nhân viên toàn là trẻ đẹp không ạ? À? Hay thiệt đó chứ. Còn trẻ mà làm chủ 10 năm là giỏi lắm đó. Cùng chi nha. Trong là Covid á. Thì em sợ thì trong là Covid luôn. Ồ. Là anh tới mấy lần không thấy em ở đây? Tại giờ có con cái cho nên để ít lại xíu. Ồ. Chăm sóc con gái. Tại mà em có giao nhân viên của bà này người ta làm. Dạ. Cái này để mình nấu trà sữa nữa hả? Không, cái này em nấu bô bà không. Bô bà hả? Bô bà thì cứ khoảng 4 tiếng là em phải nấu lần. Nấu cái nồi bự dữ á. Dạ không. Tại vì hồi trước á là em chứ không phải cô bà không có nấu nhiều như vậy đâu. Vậy hả? Tại vì nó cần nhiều nước nên em. Ồ, tại em mới dùng cái nồi bự hả? Anh tưởng em nấu nguyên cái nồi này không, thôi không, chứ. Không, không. Chỉ có cái hộp brand opening này kia đó. Tại vì em sợ nấu cô bà nó không kìm. Nên không mua nồi bự luôn. Cái nồi này với nồi gì không? Nồi phở. Đúng. Cái nồi này em để chuẩn bị cho tiệm thứ hai của em. Ồ, chuẩn bị em mở à? Dạ chắc khoảng đầu năm sau. Em nói cho các cô chủ biết luôn. Em mới ký lease chỗ đó. Ồ. Mesquite. Mesquite đây em. Dạ, Mesquite cách đây khoảng 20 phút. Cỡ 20 phút. Dạ, 20. Vậy là sang năm là em mở đúng không? Dạ, sang năm là em mở tiệm thứ hai. Bây giờ là em đang mới ký lease rồi em chưa có xây. Ồ. Rồi, nếu có gì đợt đó là em sẽ xuống quay nha. Dạ. Quay tiệm thứ hai của Tiết cho các cô chú anh chị coi nha. Đồ tiệm kia mình cũng bán giống vậy hay là có món gì mới cho tiệm mới không? Tiệm kia em bán thêm ice cream. Ồ, bán kem luôn. Bán kem cho khách như high school. Hình như nằm trên đường Galloway đúng không? Nó nằm trên đường East. Town East Mall hả? Hai tủ lạnh bự luôn á. Một cái tủ lạnh, cái tủ đông. Vậy hả? Đông thì em để kem, sầu riêng. Vậy hả? Sạch quá à. Sầu riêng rồi khô bò. Bò cho bánh tráng, sầu riêng. Sầu riêng thì em không có sầu riêng tươi mà xài sầu riêng đông lạnh. Đông lạnh. Tại sầu riêng tươi đây không có nên. À, không có đúng rồi. Tại xài đông lạnh. Nhưng mà nó cũng là tươi đông lạnh không chứ không phải là powder. Trà sữa thì em đường, đường trái cây thì khi em đi tiệc tươi hết, em không có xài đường phúc tô sạch. Em xài real sugar đây, em nấu nguyên nồi đường á. Đây. Wow. Nguyên nồi đường. Nhiều. Fresh là tươi hết á. Rồi các cô chú anh chị ở gần xa tới ủng hộ em Tiết nha. Còn trẻ mà giỏi quá. Cái này mình bán bao nhiêu còn? 8 đồng. 8 đồng à? Ồ, tính là rẻ chứ. Wow. Cho nhiều. Học sinh sinh viên, trẻ bình dân. Với lại mỗi lần ngày lễ này kia đó là khách order bò biển tray nhiều lắm. Order theo tray á. Ồ, là em có bán order tray luôn hả? Tất cả các món hay là chỉ bò bía thôi? Tất cả các món. Là gọi số điện thoại hồi nãy đúng không? Dạ, đúng rồi. Là 972 530 7850. Dạ.
Mà thường thường em bán bao nhiêu một chai? Một chai tùy theo người ta, em bán theo 25 cuốn, 30 cuốn à. Tùy theo khách order à. Nhưng mà em biết là phải 20 cuốn trở lên em mới muốn bỏ theo chai. Đúng rồi. Vì nó mới đầy đặn cái chai. Đúng rồi. Là phải gọi cho em trước cỡ khoảng nửa tiếng. Tại nửa tiếng đó là em phải cuốn. À phải cuốn, đúng rồi. Trước em nửa tiếng. Rồi trước nửa tiếng cho em rồi à. Chạy tới lấy. Dạ rồi. Bánh chén chỗ, bánh chén cuốn thì 45 đồng một trời. Cũng gọi trước em, bánh chén thì gọi trước em khoảng 15-20 phút. 15-20 phút dạ, luôn. Tại bánh chén chỗ thì nó nhanh hơn. Tại cuốn thì cuốn tới mấy chục cái á. Uh-huh. Cho nên gọi em trước khoảng nửa tiếng. Rồi mình có bán trên app cái gì không? Em có bán trên DoorDash. À hả? Delivery DoorDash. DoorDash thì người đó người ta bán đồ ăn nhiều hơn. Dạ. Đúng rồi. Là mình bán, mình order trên đó là người ta tới lấy, người ta đem tới nhà cho mình. Tại đợt Covid á, người ta hạn chế ra đường á. À hả? Cho nên phải làm cái delivery qua app. À hả? Thì các cô chú chị mà làm neo mở xe có thể lên cái app đó order đúng không? Dạ. Rồi người ta mang tới cho mình thôi. Là cứ bấm tên em không? Bô bà Heaven trên đó. Xin chào mừng mọi người đến với kênh Casey Cuộc Sống Mỹ nha. Hôm nay gia đình mình có dịp đến quán Bô bà Heaven. Cái quán Bô bà Heaven là một trong những cái quán mà mình rất là ưa thích. Những món ăn vặt nè, trà sữa nè, bánh tráng trộn là những món ăn vặt mình thích nhất ở khu Dallas Forward. Anh chị em, cô chú nào ở khu vực Dallas á mà muốn đến tiệm quán ăn vặt á thì đến với lại Tuyết nha. Rất là ngon. Một phần bánh tráng trộn này có 8 đồng mà. Giới thiệu từng món đi em. Cái này là bánh tráng trộn nè, 8 đồng. Cái này là bánh tráng cuốn 8 đồng. Ồ, cái bò biến có 5 đồng hả? 5 đồng, 5 đồng. Ủa, 5 đồng thôi. Cái này là này. Trời ơi, chụng quá. Ồ, để cho quán giới thiệu đi. Bò coi cỡ này. Bột chiên 8 đồng với lại gỏi khô bò cũng 8 đồng. Gỏi khô bò 8 đồng. Cái này là rau câu bánh flan. Rau câu bánh flan. À. Còn cái này là định của job nha. Các cô chú anh chị em tiệm nail nào á mà detox cơ thể á là uống cái này rất là tốt. Bán được rất là nhiều. À 5 đồng rưỡi một chai. Nước này tiếng Việt tên là tên gì ta? Có nhiều cô chú chị không biết. Chè Dũng nha. Còn đây. Còn đây là hai thức uống mới của mùa hè nè. Mùa hè mà mới ra đây nè. Là cái này là chè trái cây nè. Còn này là gọi là strawberry lemonade cũng fresh luôn. Này là taro milky chè sữa. Là dâu với chanh á. Dâu chanh. Dâu chanh đó. Cái này là món yêu thích của anh. Yeah, cái taro milky ở đây milky rất là good. Best seller ở đây mà tụi em rất là mê cái món này của cái quán nha. Rồi. Xin mời mọi người cùng thưởng thức với lại mình và Tuyết. Tuyết là chủ quán này đó. Uống thêm nước Atiso nữa đi, uống thêm nước mát nữa đi. Quá trời. Nước mát là best seller luôn đó. Ngày thôi mà mọi người bên đây hỏi nữa là ok, là mới là hết được cái đống này nha mọi người ơi. Bé Quỳnh. Quỳnh hả? Dạ Quỳnh. Em làm đây lâu chưa Quỳnh? Dạ em làm đây lâu rồi. 5 năm, 5 năm rồi. Wow. Kỳ ngựa. 5 năm rồi hả? Dạ 5 năm. Wow. Ghê ngăn vặt em mới làm ở đây đó kìa. Ôi vậy hả? Sao thì chủ dễ thương quá dính luôn. Rất là dễ thương á. Hàng nhiều Tuyết tin tưởng gia quản lý tiệm mới. Bánh nhắn trộn giống như y xì. Ăn mạnh đi Quỳnh. Dạ. Phá mồi đi em. Món nào nhất chị? Bánh tráng trộn. Chị là khách hàng 10 năm quen thuộc từ lúc mà tiệm mở đến giờ. Tại vì chị là mua đi thành phố khác. Nó không quá ngọt. Nó thơm mùi cà phê đó. Em bán rau câu rất được. Rau câu hả? Rau câu dừa, rau câu, cà phê, bánh flan. Nhưng mà nói thiệt, tiệm em á, món nào chị cũng ưng cái miệng hết á. Khẩu vị rất là tốt nha. Ngon, sạch sẽ mà. Ai mà phải chăng? Phải chăng đúng rồi. Chính xác, những 6 đồng, 4 đồng, 8 đồng có thể mua mọi thứ ở đây. Mọi người đến trải nghiệm nha. Mạnh lên Quỳnh, xích vô đây Quỳnh. Đúng rồi, chị mời em ăn thiệt á. Ăn đi, tàn phá cho chị đi. Giỏi quá trời luôn, còn trẻ vậy mà quá trời giỏi. Thêm một tiệm nữa. Thử nước Dưỡng Nhan nữa. Đúng rồi. Chè Dưỡng Nhan. Không có ngọt. Cái này cũng ướp lại mà ngon. Cái này Tuyết bán dữ lắm.
từ sáng tới giờ làm đầy luôn á, mà giờ còn có một hai chai à. Cái này người ta order rất là nhiều mùa hè nữa nè, nhất là cô chú tiệm nail mua rất là nhiều. Chị thấy ngọt không? Đâu ngọt lắm đâu, ngọt lắm, không ngọt lắm đúng không? Nó uống nó fresh lắm. Tại cái này uống chứ ướp lạnh nên đừng uống đá, uống đá nữa là nó nhạt lắm. Cái này là khỏi cần về Việt Nam mua hả Quỳnh? Dạ. Giờ không lẽ em mua hộp bánh tráng về Việt Nam đúng không? À. Cho nên là chị Tuyết. Đó là lý do. Đúng đó là lý do. Đó là lý do. Ngon quá, Tuyết ơi. Có sót. Y như xưa. Aha, y như xưa. Không có khác gì cho nó. Nước này nước gì? Nãy giờ chưa giới thiệu nước đó. À, nước này nước mát. Nước mát. Đó. Xin nước trời luôn hả? Sao cái món nào cũng là xin nước trời luôn á. Signature của Boba Heaven. Nó cao lên nhiều lắm á. Vậy là menu chất lượng á chị. Đúng rồi. Cái nào cũng signature. Rất là khó nha. Không mà nó thiệt. Một cái tiệm mà kiếm được 1-2 là đã khó rồi. Chứ đừng có nói là tất cả đều là cái này là chị chưa thử qua sinh tố tiệm em. Sinh tố tiệm vậy, em ngon lắm hả? Bơ sầu riêng. Thấy nhiều người cũng nói vậy hả? Sinh tố sầu riêng, sinh tố bơ fresh. Mọi người ơi, mọi người hãy đến trải nghiệm nha. Boba Heaven Harold Coconut Rami Man. Vậy hả? Nếu anh liền thì em bánh tráng trộn. Còn nếu mà tối về nhà mà thèm thèm lai rai á, anh bánh tráng bọc vậy nè. Không có lai rai. Ồ là có bánh tráng bọc à? Có bánh tráng bọc luôn. Ồ. Lấy đây tí rồi. Một buổi tối em xem phim để em ăn hết 4 bọc. Thiệt hả? À? Đây là lúc đó em 48kg, gặp Tuyết xong em 52kg. 52kg à? Chắc còn 60kg đó. Còn 60kg à? Bánh tráng sa tế bò. Trời ơi. Sa tế flavor là 4 bọc đó chị. Với lại tỏi. Cái flavor kia thì hết rồi. Vậy hả? Cái này bao nhiêu bọc Tuyết hả? Cái này 4 đùng rưỡi. Cái gì cũng rẻ hả? Yeah, đây rất là bình dân luôn. Giá cả cái này thì anh order anh mang về anh để 4-5 ngày vẫn không sao hết. Không sao à? Không có bị hôi dầu, tại cái này everything đều là homemade hết. Ngon quá Quỳnh ơi. Ngon quá nha chị ha. Đi với chị đi Quỳnh. Này trộn, này Quỳnh trộn. Này hả? Hèn chi nó đặc biệt dễ sợ luôn Quỳnh. Tình yêu của em với trong đó. Đúng, chính xác nó đó. Trời ơi, hèn chi nó ăn nó khác. Mọi người hãy tới đi được ăn. Em bỏ thêm tình yêu, gia vị tình yêu vào nhau. Gia vị tình yêu cho nè. Có bồ chưa? Dạ có rồi, kể cho anh nghe chuyện tình của em nhờ chị Tuyết. Bồ em là khách tiệm này. Muốn xin số tiệm này ghiền quá. Ghiền em luôn, căng nhau luôn là nhờ Boba Heaven nha mọi người. Là quen lâu chưa? Dạ quen cũng lâu rồi anh. Vậy hả? Dạ. Chúc mừng tụi em. Dạ cảm ơn anh nhiều. Vậy là em phải cảm ơn Boba Heaven nha. Bà Mai. Hay bà Mai. Rất là hay luôn á. Rất là ý nghĩa luôn á. Chào mấy cặp luôn nè. Xin mời mọi người nha. Cái này là gỏi khô bò nha. Gỏi khô bò nha. Ở bên Mỹ mà cũng có gỏi khô bò nha. Không có còn thiếu món gì nữa rồi. Đúng kiểu Việt Nam luôn cái thôi. Không khác gì đâu được luôn á. Quỳnh. Đúng không? Nó giòn, em thích cái cảm giác mà ăn á. Nó phải giòn như vậy á, chứ mấy cái nó hơi là sâu, sometimes nó hơi chín. Nhưng mà tiệm này đủ đủ này nó cũng giòn hết. Cái này là hương vị Sài Gòn lắm nha. Cái này là đúng hương vị Sài Gòn luôn. Nước chấm có gì nè. Nước chấm này là mắm mắm mè. Đúng rồi. Dạ. Có gì? Tắc. Mèm, tắc. Nước mắm mè có gì trong này? Dạ mè. Dạ mè. Không biết cái cơm chấm vừa hỏi cái nó nhìn lại em á, trời ơi đúng rồi mà. Tiệm nail là thích chè dưỡng nhan, nước mát, thải độc. Không có bị ngọt. Đấy không hả? Có bị ngọt gắt mà uống á. Với cái này thích mấy anh chị tiệm nail đang thích cái này. Để hả? Chè trái cây. Chè trái cây hả? Hè nóng quá, uống chè trái cây nó fresh, nó chạy. Đúng rồi. Đúng rồi. Nhưng mà là chè dâu ở đây em rất là thích. Rất là thích chè dâu. Tại chè dâu này á, tại vì hầu hết tiệm em đều fresh hết, xài fresh hết chè dâu đều. Nếu mà anh uống mà theo kiểu công nghiệp á thì uống nó hơi gắt nhẹ với kiểu mùi chemical xíu. Đúng rồi. Này là fresh, everything fresh hết cho nên uống vô. Nó nhẹ đúng không? Nó nhẹ lắm. Cho anh bánh lăng. Bánh lăng đây bao nhiêu hũ em? 3 đồng 2 lần. 3 đồng 2 lần. 3 đồng 2 lần. 3 đồng rưỡi mà cái này là bánh lăng đâu cô? Ở giữa này là em làm bánh lăng đó. Ở giữa trắng trắng này là bánh lăng. Nấu theo kiểu rau câu. Nhưng mà nó không quá ngọt. Đồ ăn ở đây em không có quá, không có làm quá ngọt. Nước uống cũng vậy, cái nào cũng vừa phải. Rất là ngon. Không có. Thật ra tả thì không biết tả đâu, nhưng mà cảm giác nó quen thuộc đó mọi người.
Nhưng mà theo khẩu vị của chị nha, chị ăn bánh tráng trộn ở đâu không ai, không có nơi nào mà bằng Boba Heaven. Nó thật là vậy luôn á. Ăn rất là nhiều nơi nhưng mà cái khẩu vị của chị có thích tiệm này thôi. Rồi, mong các cô chú anh chị tới ủng hộ Tuyết nha. Đó, ủng hộ Tuyết. Gặp Quỳnh rồi nha. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại mọi người vào video clip tiếp theo nha. Chị em xin cảm ơn nha. Bye bye, xin chào các cô chú anh chị nha. Bye bye.